sách xuất ai cập ký chương 18 dê Chô viếng thăm môi xe ông Gia môi xe là dê Chô, thầy tế lễ madian có nghe về việc đức chúa trời đã làm cho môi xe và cho dân israel cũng như về cách chúa đã đem dân israel ra khỏi xứ ai cập trước đấy môi xe có gọi vợ là Sephora cho ông Gia là Chô, cùng với hai con trai môi xe đặt tên cho một người là ghét xôn vì nói rằng tôi đã thành một kiều dân ở ngoại quốc và đặt tên cho người kia là eli -e se vì nói rằng đức chú trời của tủ phổ tôi là đấng đã giúp đỡ tôi ngài giải cứu tôi khỏi lưỡi gươm của pharaon dây cho ông ra môi xe cùng với vợ và hai con trai môi xe đến gặp ông khi ông đang cắm trại gần bên núi của đức chú trời Zecho cho người đến báo cho môi xe rằng ta là giê ông gia của con cùng với vợ và các con của con đã đến đây môi xe ra tiếp đón ông gia mình cúi đầu chào và hôn ông sau khi chào thăm hai người vào lều môi xe thuật lại cho ông ra nghe mọi việc chúa đã làm vì dân israel mà thi thố trên pharaon và trên dân ai cập ông cũng kể lại những nỗi khó khăn dân chúa đã gặp dọc đường và cách chúa giải cứu họ. giê rất hoan hỉ khi nghe tất cả những việc lành chúa đã thực hành cho dân Israel để giải cứu họ ra khỏi người Ai Cập. Ông nói, cảm tạ chúa là đấng giải cứu con ra khỏi tay của người Ai Cập và của Pharaon cũng như đã giải cứu dân ngài khỏi tay người Ai Cập. Bây giờ cha biết Chúa vĩ đại hơn tất cả các thần vì Ngài đã làm những việc này cho những người đối xử với dân Israel cách kiêu căng. Rồi dây chô ông ra môi xe dâng tế lễ thiêu và các tế lễ khác cho Đức Chúa Trời. Rồi Azun và các bô lão Israel ăn bữa với ông ra môi xe trước mặt Đức Chúa Trời. Qua hôm sau, môi xe ra ngồi tòa xét đoán toàn dân và họ đứng xung quanh ông từ sáng đến chiều. khi thấy mọi việc môi xe làm cho dân chúng, dây hỏi, có phải điều đó là điều con làm cho dân chúng không? tại sao chỉ một mình con ngồi ghế thẩm phán, còn toàn dân đứng chung quanh con từ sáng đến chiều như vậy? môi xe đáp: họ đến với con để tìm biết ý muốn đức trời. khi có ai tranh tụng điều gì thì đem đến với con để con phân xử sự đôi bên và cho họ biết mạng lệnh và luật pháp của đức chúa trời ông ra môi xe nói con làm như vậy không tiện cả con lẫn những người đến với con cũng đều mệt nhoài công việc quá nặng nề cho con một mình con gánh không xuể con sẽ kiệt quệ mà dân cũng mòn mỏi con nghe cha nói rồi cha sẽ trình bày cho con một vài lời khuyên cầu xin chúa ở với con con phải là người đại diện của dân chúng trước mặt Đức Chúa Trời và trình cho Ngài biết các cuộc tranh tụng của họ. Con dạy cho họ các mạng lệnh và luật lệ chỉ dẫn cho họ biết cách họ phải sống bổn phận của họ phải thi hành. Trong toàn dân, con cũng phải lựa chọn những người có khả năng kính sợ Đức Chúa Trời, đáng tin cậy và ghét lợi bất tránh rồi bổ nhiệm họ vào chỗ cấp lãnh đạo chỉ huy từng ngàn, trăm, năm mươi và mười người. Con dùng họ làm người xét xử thường xuyên để giải quyết những vụ đơn giản. Còn vụ khó khăn thì đem trình cho con. Như vậy họ sẽ chia sẻ trách nhiệm với con và gánh nặng của con sẽ vơi đi rất nhiều. Nếu con làm như vậy và nếu Đức Chúa Trời cho phép, con mới có thể đảm đương trọng trách và dân chúng mới an lòng khi về nhà. Môi xe nghe lời ông gia mình và làm theo mọi điều ông khuyên bảo. Môi xe chọn những người có khả năng trong dân chúng và đặt họ làm những người lãnh đạo, chỉ huy hàng ngàn, trăm, năm mươi và mười người. Những người này thường xuyên xét xử dân chúng và giải quyết những vụ đơn giản, còn vụ khó khăn thì đem trình môi xe. Sau đó môi xe tiễn đưa ông gia mình là Zecho khi ông lên đường về xứ mình.